Chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là một cái đất nhà xưởng thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Ngoài kia là đường liên tỉnh DT 758 anh chị nhá. Đó, cái đường đệm dây ba pha là ông ấy mắc từ ngoài đường DT 758 vào đây. Thì ông này ông có hạ hai trạm điện ba pha, đó là một trạm là 400 kVA, một trạm là 250 kVA ở ngoài đó anh chị ha. Người ta kéo thẳng vào đây này. Đó, người ta kéo thẳng vào đây. Xin lỗi, người ta kéo thẳng vào đây chứ. Đó, anh chị ha. Đó, tí nữa tôi ra đấy tôi quay cho anh chị xem. Thì trên đất thì nó có ông ấy có xây là nhà bảo vệ này, rồi trạm cân này, còn bên kia là ngày xưa là cái nhà ở cho công nhân đấy anh chị. Ở bên này cũng vậy. Ông có xây một cái xưởng ở đây. Cái xưởng này thì cái đất diện tích đất này thì là ông ấy được tới 3 mẫu 6 nhá. Trừ hành lang đường điện này, trừ hành lang đường điện rồi trừ suối hết đi thì còn 2 mẫu 8 anh chị ha. Tuy nhiên thì cái phần trừ này thì mình ở dưới đường điện với hành lang bảo vệ đường suối đường bộ thì là mình vẫn sử dụng bình thường anh chị ha. Thì đất của ông này là bị trừ hành lang đường điện này, bị trừ hành lang đường suối này, bị trừ hành lang đường bộ này. Đó, 3 mẫu 6 trên sổ là 3 mẫu 6 chưa trừ. Khi trừ rồi á là còn 2 mẫu 8 anh chị ha. Đó, 2 mẫu 8. SKC người ta là 5.000 mét vuông. Thổ cư là 1.000 mét vuông anh chị ha. Đã xây dựng nhà xưởng rồi này. Đó, xây dựng nhà xưởng rồi là cổng ra vào phòng bảo vệ. Đó, anh chị nhá. Hiện tại thì ông này ông đang cho người ta thuê là 80 triệu một tháng, 80 triệu một tháng với thời hạn với cái thời gian là 5 năm. Đó, 5 năm anh chị ha. Đó. Đó, để tôi quay chi tiết cho anh chị xem. Anh chị nhá. Đó. Cái đất này 2 mẫu 3 mẫu 6 trừ hết hành lang đường điện, hành lang đường bộ rồi hành lang đường suối thì còn là 2 mẫu 8 thì ông này ông bán giá là cũng khá là tốt nhá, 25 tỷ nhá. 25 tỷ thôi. Anh chị ha. Đấy, anh chị nào đang tìm một cái muốn tìm một cái miếng đất á, mà có diện tích rộng rãi. Rộng rãi để mình sản xuất diện tích thực mà trên như tôi vừa chia sẻ là trên 3 mẫu. Đó, diện tích công nhận là 2 mẫu 8. Nói là 2 mẫu 8 là người mình công nhận vậy thôi chứ thực tế mình sử dụng là mình sử dụng được hết đấy, không có chừa một cái nào hết đấy. Như dưới hành lang đường điện dưới ấy, thì nhà nước người ta đâu có cấm mình sử dụng đâu. Đấy, anh chị mà làm ván lạng làm cái gì đó thì mình cứ ra đây mình phơi chẳng ai cấm gì hết đấy. Đó. Còn đây là cái phần trong xưởng của ông. Đây này. Đó, vừa ấy tôi đứng ngoài kia anh chị ha. Đó anh chị này. Đó. Đó. Đó anh chị này. Đấy. Đấy, tôi quay hết sức là nhanh thôi. Anh chị nào quan tâm thì mình lên mình xem cho thực tế anh chị ha. Đấy, 3 mẫu 6 nó chạy tút gian suối đó anh chị chứ không nhỏ đâu anh chị ha. Đó. Cái những cái công trình trên đất này ông xin phép xây dựng hết anh chị ha. Chứ không phải là xây không có giấy phép đâu, đầy đủ hết. Ông này này có giấy phép xây dựng này, có chủ trương ngành nghề gỗ này. Đó, giấy phép kinh doanh chủ trương ngành nghề. À, rồi là giấy phép xây dựng phòng cháy chữa cháy không thiếu một cái gì hết anh chị nhá. Đó. Mặt đường DT 758, diện tích thực là 3 mẫu 6, diện tích trên sổ công nhận là 2 mẫu 8. Anh chị nhá. SKC là 5.000, thổ cư là 1.000. À, hai bình điện, mỗi bình là 4, một bình là 400 kVA, một bình là 250 kVA. Mặt đường DT 758 thì ông nó khoảng tôi cho khoảng 200 đi, 200 mét mặt đường nữa đi. Anh chị nhá. Giá bán 25 tỷ. 25 tỷ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Đấy, một lần nữa tôi chia sẻ lại này. Riêng cái mảng đất trống này của ông này, từ cái mặt đường nhựa đó đó. Đó, từ cái cổng sắt đó, đó đi giao suối tút xuống dưới kia luôn, đều là của ông này hết anh chị ha. Đó, đấy thì cái đường điện này thì mình sử dụng thoải mái đó, không vấn đề gì anh chị nha. Rồi, thì anh chị nào quan tâm đến cái nhà xưởng này thì cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.